những tấm biển giao bán đất nền được giăng khắp nơi, từ ngoài đường đến thôn cùng ngõ hẹp. Trong vai một nhà đầu tư, chúng tôi được nhân viên môi giới dẫn đến một khu đất, gọi là khu đất, nhưng nhìn qua có thể thấy đây là một thửa ruộng vẫn còn ngập nước. Đây cái dự án mình chuyển ngắn. Thì bây giờ anh chị F0 lấy 2 lô lại 50 trước mắt. Sau này đến giai đoạn F1 anh chị ra thử. Theo quảng cáo, dự án có tên là Winland Long Thành với gần 100 nền đất đang được giao bán rầm rộ. Có giá từ 14 triệu rưỡi đến 16 triệu đồng một mét vuông. Hứa hẹn sẽ trở thành khu dân cư hiện đại. Thế nhưng đại diện phòng địa chính xã Long Phước của tỉnh Đồng Nai thì lại khẳng định chưa hề nghe tới tên dự án này. Hiện nay chúng tôi không có nhận được một cái đơn hay là một cái dự án nào của công ty mà theo như chị nói là Winland. Thì đối với vị trí mà chị cung cấp thì đó là cái dự án khu dân cư do ông Phạm Quang Xuân làm chủ đầu tư. Đó là cá nhân là ông Phạm Quang Xuân và cái tên dự án là BQX được cấp phép theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cũng đã xác nhận là không hề có tên dự án nào như thế được cấp phép trên địa bàn. Cơ quan này cũng cho biết, gần đây tình trạng phân lô bán nền trái phép đang bùng phát trở lại một số nơi như là Biên Hòa, Trảng Bom, Long Thành, Vĩnh Cửu do ăn theo thông tin về những dự án hạ tầng lớn đang được đầu tư về đây. Không có dự án, không có được phê duyệt, cũng như là không có được cơ quan chức năng cho phép. Nhưng mà vẽ dời ra các kiểu rồi, ví dụ như là những vị trí gần sân bay, gần chợ hay những cái tuyến đường giao thông chính như là đường cao tốc. Rồi những đường Biên Hòa, Vũng Tàu chẳng hạn, để nào mà vẽ lên một những cái hiện trạng rất là đẹp để lừa đảo, nhưng mà không thực hiện tại địa phương mà chỉ tổ chức hội thảo ở tại thành phố Hồ Chí Minh, nên là việc quản lý rất là khó. Theo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai, qua rà soát thống kê, bước đầu xác định có 2-3 dự án đang được giao bán nhà ở, đất nền trên các trang mạng xã hội hoặc là phát tờ rơi, thì trong đó có tới 19 dự án chưa được cấp giấy chứng nhận đến từng thửa theo quy hoạch chi tiết được duyệt. Đại diện tỉnh Đồng Nai cũng khuyến cáo để tránh gặp rủi ro, người mua nên kiểm tra kỹ các thông tin như là giấy chứng nhận đầu tư, quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chứng từ về nghĩa vụ tài chính. Ngoài ra, trước khi ký hợp đồng mua bán, phải xem thật kỹ các nội dung trong hợp đồng, tránh nhầm lẫn với các hình thức như là góp vốn. Đây là một trong những lô đất nông nghiệp ở Long Phước của tỉnh Đồng Nai, đang được nhiều đối tượng tự ý vẽ phân lô bán nền một cách trái phép. Và để tạo thêm niềm tin cho khách hàng thì chúng đã tự dựng lên những văn phòng giao dịch nhà đất như thế này. Và chủ yếu, những văn phòng giao dịch nhà đất này đều được xây dựng trộm vào ban đêm để nhằm qua mắt cơ quan lực lượng chức năng. Và khi đã lừa đủ kha khá một số khách hàng cả tin ham rẻ, thì những nhân viên nhà đất ở nơi đây bỗng nhiên một ngày đẹp trời biến mất, chỉ để lại vườn không nhà trống.